Kính thưa quý vị, một điều mà Thiên Hương rất vui trong những cái sinh hoạt cộng đồng là Thiên Hương gặp được rất nhiều các bạn trẻ. Phải nói là các bạn đã có một tấm lòng và có những cái khả năng mình rất là phục. Một trong những khuôn mặt Thiên Hương muốn giới thiệu cùng quý vị hôm nay là một cô bé đến từ Na Uy. Thiên Hương được gặp Mai Thảo Thi Hạnh vào tháng 8 năm ngoái trong khóa tu nghiệp sư phạm. Cô từ Na Uy sang đây để học tu nghiệp để mà về dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ở Na Uy của mình. Và hai chị em đã quen nhau và làm việc với nhau từ đó đến nay trong những cái công tác về Việt ngữ. Thì Thi Hạnh, nếu mà quý vị nào theo dõi trên YouTube, trên Facebook sẽ thấy Thi Hạnh đã sáng tác rất nhiều thơ, rất nhiều nhạc. Gần đây có những cái bài nhạc rất là vui như là Cô Vi, như là Cô Na để nói về cái đại dịch Corona. Nhưng bên cạnh đó cô cũng có những bài thơ rất sâu sắc về tình yêu quê hương. Hôm nay Thiên Hương muốn giới thiệu một nhạc phẩm đã được giải nhất của giải sáng tác năm 2019 ở Úc Châu. Đó là nhạc phẩm Việt Nam Đất nước tôi ơi. Cô sáng tác bài này rất nhanh sau cái sự kiện là đã có 39 người chết trong thùng đông lạnh. Nhạc phẩm này đã được đoàn Yuka Sydney ở bên Úc trình bày và xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lầm than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm hồ. Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt bên đồng. Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam cờ thấu cho lòng chúng con. Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển Đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam. Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lòng than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm mồ. Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dẫu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt bên đâu. Tại vì đâu anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam con thấu cho lòng chúng con. Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển Đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam. Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển Đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam. Xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Thi Hạnh ở Na Uy. Nhưng năm ngoái khi tham gia khóa tu nghiệp sư phạm tại Nam Cali, Thi Hạnh đã được làm quen với chị Thiên Hương và được biết chị cũng rất là tích cực trong những sinh hoạt của các hội đoàn tại miền Nam Cali. Năm nay tưởng niệm 45 năm ngày miền Nam bị mất vào tay Cộng sản. Nhưng tháng tư đen năm nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan khắp thế giới, cho nên ở khắp mọi nơi, người Việt tị nạn chúng ta không thể nào tụ tập để dâng lên một nén hương tưởng niệm đến những người đã nằm xuống cho chính nghĩa và tự do. Vì thế cho nên là chị Thiên Hương có nhà ý mời Thi Hạnh tham gia trong chương trình tưởng niệm 45 năm quốc hận của đoàn Yuka Nam Kali, và Thi Hạnh rất hân hạnh được làm điều đó chung với chị. Kính thưa quý vị, 45 năm, nếu chúng ta coi đó như là một giấc ngủ dài thì đã tới lúc chúng ta cần phải thức dậy để làm những việc mà mình cần phải làm, bởi vì không ai ngủ mãi được. Thi Hạnh cũng muốn viết lại một nhạc phẩm để mà ghi cái dấu ấn con số 45 năm. Và hy vọng rằng quý cô chú bác, anh chị và các bạn sẽ đồng cảm với Thi Hạnh trong nhạc phẩm sau đây được mang tên 45 năm một giấc ngủ dài. Bốn mươi lăm năm một giấc ngủ vui, hãy dậy đi đồng bào ta hỡi, nay là ruộng lúa bao la, nay là mặt nước quê ta, vì đâu đất cằn sỏi đá. 45 năm một giấc ngủ dài, hãy dậy đi vì ngày mai tươi sáng, nào cùng nắm lấy tay nhau, nào cùng xóa dấu thương đau và xây đắp một Việt Nam hài hòa. Tự do thì phải đấu tranh mới có được, tự do là một đoạn đường rất cam go. Chúng mình hãy cùng đứng bên nhau, chúng mình hãy cùng sát vai nhau để xây dựng lại quê hương yêu dấu. Đừng để Việt Nam lọt vào tay ai, đừng để Việt Nam chết cả tương lai, đừng để quê hương mất biển rộng sông dài. Bốn mươi lăm năm một giấc ngủ vui, hãy dậy đi đồng bào ta hỡi, nay là ruộng lúa bao la, nay là mặt nước quê ta, vì đâu đất cằn sỏi đá. 45 năm một giấc ngủ dài, hãy dậy đi vì ngày mai tươi sáng, nào cùng nắm lấy tay nhau, nào cùng xóa dấu thương đau và xây đắp một Việt Nam hài hòa. Tự do thì phải đấu tranh mới có được, tự do một đoạn đường rất cam go. Chúng mình hãy cùng đứng bên nhau, chúng mình ngày cùng sát vai nhau để xây dựng lại quê hương yêu dấu. Đừng để Việt Nam lọt vào tay ai, đừng để Việt Nam chết cả tương lai, đừng để quê hương mất biển rộng sông dài. Vào tay ai, đừng để Việt Nam chết cả tương lai, đừng để quê hương mất biển rộng sông dài. Kính thưa quý vị, khi chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang trong giấc ngủ dài 45 năm, đã có biết bao nhiêu người dân thao thức. Họ trăn trở khi thấy môi trường sống ngày càng tồi tệ. Họ bất mãn khi thấy dân oan khắp nơi bị cướp nhà, cướp đất. Họ không thể ngồi yên khi giặc Tàu lăm le xâm chiếm nước ta. Họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân, họ chấp nhận tù đầy, để tranh đấu cho những điều căn bản nhất: quyền được nhìn, được nghe, được nói, và chua xót thay là quyền được yêu nước. Họ là ai? Họ là những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm. Nhạc sĩ Việt Khang trong thời gian ở tù với anh Trần Huỳnh Duy Thức đã sáng tác nhạc phẩm Trả lại cho dân. Và trong ngày 20 tháng 4 vừa qua, thầy Nguyễn Năng Tĩnh, một thầy dạy nhạc ở Việt Nam, đã bị đi tù cũng chính vì bài hát này, vì thầy đã dạy cho các học trò của thầy nhạc phẩm Trả lại cho dân. Dân tôi quyền tự do, quyền con người.